Vào sáng ngày 15 tháng 12 năm 2019, Đại hội Công đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Giáo dục Văn Lang nhiệm kỳ 1 năm 2019-2024 được tổ chức tại hội trường N2T1 thuộc Cơ sở 3 Trường Đại học Văn Lang. Đến tham dự đại hội có Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận 1 bà Hoàng Thị Hà và các lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Giáo dục Văn Lang, gồm có Tổng Giám đốc ông Bùi Quang Độ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Giáo dục Văn Lang, ông Nguyễn Cao Trí, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Giáo dục Văn Lang, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị ông Nguyễn Đắc Tâm, các lãnh đạo các đơn vị thuộc hệ thống Văn Lang như Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Hiệu trưởng Trường Quốc tế Nam Mỹ, cùng gần 100 đoàn viên thuộc công ty. Đại hội đã lắng nghe, thảo luận và thông qua báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Giáo dục Văn Lang nhiệm kỳ 2018-2019, phương hướng nhiệm vụ hoạt động và các chỉ tiêu phấn đấu của Công đoàn nhiệm kỳ 2019-2024 cùng với các báo cáo, văn kiện khác được trình bày tại đại hội. Đồng thời, đại hội cũng thông qua bỏ phiếu bầu cử cho Ban chấp hành Công đoàn Cơ sở Công ty khóa 1 nhiệm kỳ 2019-2024 gồm có 5 đồng chí với số phiếu tín nhiệm cao nhất. Ban chấp hành Công đoàn Cơ sở nhiệm kỳ 1 sẽ họp Ban chấp hành trong vòng 15 ngày tới để bầu các chức danh. Ban chấp hành sẽ hoàn chỉnh bổ sung phương hướng, nhiệm vụ Công đoàn nhiệm kỳ 2019-2024 và tổ chức chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Đại hội kết thúc tốt đẹp với lời cam kết thực hiện tốt nghị quyết của Đại hội Công đoàn Cơ sở lần 1 của tất cả các đoàn viên thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Giáo dục Văn Lang.